Buổi ngày hôm nay, buổi số 5, dạng 1, thủy phân SE. Thế thì ở buổi số 5, dạng 1 thủy phân SE này, chúng ta cần có một số cái lưu ý nhá, trước khi làm bài tập. Mình cần có một số cái lưu ý trước khi làm bài tập. Đấy, là phần chia dạng bài tập này, các bạn ghi rõ vào vở nhá. Và ghi á, chia dạng bài tập dạng số 1, dạng số 1 là thủy phân este, thủy phân este dạng này dễ nhất và dạng này cũng cơ bản nhất nha. Các bạn nhớ ghi bài rõ đầy đủ vào trong vở. Thì trong này mình sẽ có hai phần để bạn hiểu cái phương pháp dạy của thầy, nó sẽ còn có hai phần. Một phần là phần kiến thức cần nhớ, phần thứ hai là phần ví dụ chi tiết. Thì một là mã phần kiến thức cần nhớ. Kiến thức cần nhớ. Thì ngoài những cái tài liệu, ngoài những cái ghi ở bên trong tài liệu ra, các bạn đã có tài liệu rồi, buổi học rồi, đúng không? Ngoài những cái ghi trong tài liệu ra thì thầy bổ sung thêm, thầy ghi thêm những cái này là những cái hay gặp, là các bạn cần nắm được ở bên trong những cái này nhá. Thứ nhất, một nhỏ, đấy là phản ứng thủy phân tổng quát là R COOR phẩy với đơn chức. Đơn chức là hay gặp nhiều nhất mà. Phản ứng với NaOH hay là KOH thì nó tương tự như nhau các em nhé. Để tạo thành R COO Na cộng với R phẩy OH. Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta có một điều đặc biệt như sau này. Nếu này là một mol thì cái này là một mol. Đúng không ạ? Thì cái này là một mol, thì cái này là một mol. Hay nói cách khác là mình sẽ luôn luôn có là số mol của este đơn chức thì luôn bằng số mol của NaOH, luôn bằng số mol của muối cộng số mol của ancol. Được chưa? Đây là một cái mà chúng ta cần đóng khung. Một cái chúng ta cần đóng khung. Được chưa? Nhưng trong cái đó thầy vẫn còn, từ đây chúng ta sẽ suy được một cái hệ quả rất quan trọng. Đó là số mol nhóm COO trong este thì luôn bằng số mol của NaOH hay là OH trừ đấy, chính bằng số mol của gốc COONa trong muối và chính bằng số mol gốc OH trong ancol. Cái này là cái quan trọng đặc biệt khi để mình giải những cái bài tập mà mức độ vận dụng cao. Nó suy ra từ những cái căn bản này. Các bạn phải lưu ý, phải ghi rõ phải. Được chưa? Thì đấy là hệ quả. Đây là từ phương trình nhé. Tất cả mọi thứ từ phương trình. Cái này chúng ta không phải học thuộc đâu. Cái này là chúng ta nhìn vào phương trình. Phương trình chạy ở trong đầu chúng ta. Nó ngấm vào trong đầu chúng ta. Và thầy nêu ra để cho các bạn nắm được. Nhá. Ok. Tiếp tục ạ. Nếu chúng ta sử dụng một điều là mình sẽ có là ở bên trong này là mình sẽ luôn luôn có này. Khối lượng của muối thì nó luôn bằng là khối lượng của gốc R COONa. Được chưa? Nhưng đề bài nó hay hỏi chúng ta là khối lượng của chất rắn thu được sau phản ứng. Thì các bạn lưu ý rằng là khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng sau khi cô cạn thì nó chính bằng là khối lượng của muối cộng với lại khối lượng của ancol dư cộng khối lượng của NaOH dư. Bởi vì NaOH mà dư ấy, thì khi cô cạn nó sẽ tồn tại dạng chất rắn. Được chưa? Do NaOH mà dư thì sau khi cô cạn sẽ tồn tại dưới dạng chất rắn. Dưới dạng chất rắn.
Thì cái này các bạn cũng phải đóng khung lại cho thầy nhá. Cái này cũng phải đóng khung lại cho thầy. Những cái này là những cái lưu ý rất quan trọng. Đấy chưa? Ngoài ra chúng ta sẽ có trường hợp đặc biệt các em nhé. Các bạn nhớ trường hợp đặc biệt không? Nó là este của phenol. Este của phenol. Tại sao lại gọi nó là đặc biệt? Tại vì nó khác so với bình thường. Cái tổng quát của este của phenol là RCOOC6H4R phải cộng với NaOH thì phải nó tạo thành là RCOO Na cộng với R phải C6H4ONa cộng với H2O. Thế thì cái anh este phenol này nó sẽ có một điều đặc biệt là nếu mà số mol vẫn như bình thường, nếu số mol nó là 1, đây thì 2, thì số mol NaOH sẽ là 2 1 1 1. Thì ở đây mình sẽ có là M muối. M muối nó sẽ bằng 2 muối cơ. RCONa và R phải khối lượng của RCOO Na cộng với khối lượng của R phải C6H4ONa. Đấy là một muối nhá. Thế nếu đề bài này mà hỏi M chất rắn thu được sau khi cô cạn, thì nó chính bằng là khối lượng của muối là RCOONa cộng với R phải C6H4ONa cộng với khối lượng của NaOH dư. Được chưa? Ngoài ra chúng ta cũng nên tập làm quen luôn là mình luôn luôn có một điều, đấy là đây este của phenol thì mình sẽ có là số mol của este của phenol thì nó luôn bằng số mol nước 1:1. Và số mol của NaOH chia số mol este của phenol thì nó luôn bằng 2. Thì đây, với cái trường hợp đặc biệt, chúng ta cần phải nhớ cho thầy từng đây cái biểu thức mà nó đều được chứng minh từ cái phương trình. Thế có nghĩa là bạn nào mà nắm được cái phương trình thì những cái này các bạn ấy tự suy luận ra được. Và thầy chỉ nêu lên những cái nó đặc biệt từ cái phương trình đó thôi. Ok, các bạn hiểu ý như thế chứ? Còn lại dĩ nhiên thì nhìn thế này các bạn ghi lại vào vở nhé. Các bạn ghi hết lại vào vở nhé. Rồi sau đó là chúng ta sẽ sang cái phần bài tập. Chúng ta có ví dụ. Mình sang ví dụ nhá. Đây, mình có ví dụ số 1 trước ạ. Các bạn cùng tính toán đi. Các bạn cùng tính toán và comment đáp án xuống phía dưới thầy nhá. Ví dụ số 1 đáp án gì? Nhá. Thầy vào phần ví dụ nhá. Câu số 1. Muốn giải được bọn này mình phải nắm được là anh etin acetat công thức là gì? CH3COOC2H5. Đúng không ạ? Thì mình sẽ tìm được số mol của nó đấy là 4,4 chia cho cái phân tử khối này. Phân tử khối này nhá, các bạn cố gắng nhá, bấm máy tính ra nhá hoặc thuộc luôn 88 cho nhanh. 4,4 chia cho 88 thì bằng bao nhiêu đây? 0,05 mol. 0,05 mol. Vào 100ml dung dịch NaOH thì số mol NaOH của mình bằng 0,2 nhân với 0,1 bằng 0,02. Được chưa? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, các em lưu ý từ ở đây là từ hoàn toàn. Thì cô cạn dung dịch thu được mg chất rắn khan. Vậy thì hai này tác dụng với nhau thì mình sẽ thu được là CH3CONa và C2H5OH. Được không ạ? Vậy thì có phải là mình sẽ có là mình sẽ thu được tính phản ứng hoàn toàn thì phải tính được chất hết. Thì ở đây NaOH là hết chứ còn lại CH3COC2H5 là dư. Về tính chất ở đây là 0,02 và 0,02.
chất rắn khan ở đây, m gam chất rắn khan, do không có NaOH dư, NaOH hết, nên nó chỉ bằng m muối thôi, m của CH3CONa và bằng 0,02 nhân với 82 nhá. 0,02 mà nhân 82 thì bằng bao nhiêu? 1,64 gam nhá. 1,64 gam các em ạ. Đáp án đúng là đáp án D. Thế còn lại thằng ST dư thì sao? Thằng ST dư là 0,03 mol, nó bay đi. Bởi vì khi đun lên thì ST nó sẽ bay đi. Các em tưởng tượng giống kiểu nước hoa hồng, dầu gió, em mà đun lên là nó bay đi. Ok không? Hiểu chưa? Nào, xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm 2 ST HCOO C2H5 và CH3 COO CH3 bằng dung dịch NaOH. Thì chúng ta phải nhìn một điểm đặc biệt này nhé. Các bạn phải nhìn cái điểm đặc biệt này này, là hai anh này này nó đều chung một cái công thức phân tử. Đúng không ạ? Nó đều chung một công thức phân tử. Nó đều chung là C3H6O2. Và cái anh C3H6O2 này tác dụng với NaOH thì tỷ lệ mol 1:1 bởi vì nó là ST đơn chức. Được chưa? Chẳng cần biết là tạo thành sản phẩm gì thì ngay ở đây mình sẽ suy ra được là số mol của C3H6O2 chính bằng số mol của NaOH, và nó bằng đây khối lượng đây 2,2 2,2 chia cho phân tử khối của C3H6O2 là chia cho 74 thì bằng 22,2 chia 74 0,3 mol, 0,3 mol. Được chưa? 0,3 mol thì tương với lại 300ml, và 300ml thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đúng không? Quá dễ dàng còn gì nữa. Dễ thế còn muốn dễ thế nào nữa. Nào ví dụ số 3 nào các em. Cùng chiến đấu ví dụ số 3 này. Chiến đấu để chiến thắng. Lái đi mạnh dạn làm nhá. Comment đáp án. Thầy đợi. Thường thì những câu như này chúng ta mới với dạng đầu tiên thì sẽ cho chúng ta khoảng độ tầm 2 phút để các bạn làm. Nếu các bạn mà trong 2 phút các bạn chưa làm xong ấy thì điều này chứng tỏ rằng là thầy cần phải chữa và thầy cần phải gợi ý. Ví dụ như ở câu ví dụ 3 này thì cái việc đầu tiên của chúng ta cần phải làm được đấy là chúng ta phải viết được cái công thức của các chất ra. Ethyl format HCOO C2H5, ethyl acetate CH3 COO C2H5, dim ethyl oxalat COO C2H5 COO C2H5, đun nóng 23,5 gam với dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được muối 21,7 gam. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy là. Đấy. Thế bây giờ chúng ta phải đều nhìn đi một điều đặc biệt ở trong câu số 3 này. Làm những bài này là bắt đầu những bài vận dụng rồi. Ta phải nhìn điều đặc biệt này. Ơ này, đầu ăn côn bọn này đều là CH5. Vậy nó sinh ra muối và cộng với lại là C2H5OH, đúng không em? Đúng không? Thế vậy bây giờ thầy gợi ý là chúng ta đặt số mol NaOH phản ứng là amon đi. Thì có phải như cái chú ý ở lúc buổi đầu thầy có nói là vậy thì mình sẽ có là số mol của NaOH chính bằng số mol ăn côn không? Vậy nó cũng là amon. Vậy mình nghĩ ngay đến việc là mình đi bảo toàn khối lượng. Mình nghĩ ngay đến việc là mình đi bảo toàn khối lượng. Mình có bảo toàn khối lượng. Thì mình được khối lượng hỗn hợp X cộng với lại khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của muối cộng với lại khối lượng của CH5OH. Đúng không ạ? Thế có thể từ đây chúng ta tìm được A không? Có phải từ đây chúng ta tìm được A không? Thế phải là từ A thì chúng ta sẽ suy được số mol nhóm COO không? Bởi vì mình sẽ có là số mol của NaOH
thì chính bằng số mol của nhóm CO đúng không? Thế phải từ số mol nhóm CO thì mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng nguyên tố oxy trong X không? Đấy, các bạn cùng làm đi. Thế gợi ý như vậy thôi. Bây giờ chúng ta phải làm. Chúng phải động não, chúng ta phải lấy nháp ra, chúng ta phải lấy máy tính, chúng ta phải bấm. Thì chúng ta mới thành công, thì chúng ta mới giỏi được. Được không ạ? Các bạn cùng làm với thầy. Thầy chờ đợi đáp án của các em. Mình có nha, khối lượng hỗn hợp này, đề bài này, cho này, 23,5 này. Cộng khối lượng NaOH này, 40A này. Bằng khối lượng muối này, 21,7 này. Cộng khối lượng của CH5 này, 46A này. Vậy từ đây mình tìm được A đúng không? A bằng 23,5 trừ 21,7 bằng chia 6 bằng 0,3. A bằng 0,3 các em ạ. Vậy suy ra số mol nhóm CO này cũng bằng 0,3. Số mol nhóm CO trong X. Đúng không ạ? Bây giờ đề bài hỏi phần trăm khối lượng nguyên tố oxy trong X. Thì quả mình sẽ có là suy ra là số mol của oxy trong X thì nhóm CO có 2 oxy. Thì nó sẽ bằng là 2 nhân 0,3 bằng 0,6 à? Vậy đến đây mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng của oxy trong X. Nó sẽ chính bằng là khối lượng của oxy trong X chia cho khối lượng của X nhân 100%. Và khối lượng oxy trong X nó sẽ là 0,6 nhân 16 chia cho khối lượng của X là 23,5 nhân 100% bằng 0,6 nhân 16 chia 23,5 bằng nhân 100 bằng 40,85%. 40,85%. 40,85%. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B nhá. Ok. Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam 2-este HCOO C2H5 CH3 COO CH3 bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm hai ancol C2H5 OH CH3 OH, đúng chưa? Và hỗn hợp hai muối, muối gồm HCONA và CH3CONA. Ok chưa? Thế thì bây giờ này, đun hỗn hợp X than côn đun nóng với H2S4 đặt ở 140 độ C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nó sẽ thu được hỗn hợp ete và nước. Đề bài hỏi số 1 nước. Căng chưa? Có mỗi một cái dữ kiện này thôi mà yêu cầu chúng ta làm được câu số 4 đáp án gì. Thế thì để tìm được số mol của nước thì đây nó liên quan đến kiến thức lớp 11. Thì chúng ta phải nhớ được cái kiến thức lớp 11. Đó là số mol của ancol thì bằng 2 lần số mol nước. Được không ạ? Số mol của ancol bằng 2 lần số mol nước. Đấy, chúng ta phải đọc khung này lại. Cái này là kiến thức lớp 11 trong cái phản ứng ete hóa nhá. Trong phản ứng ete hóa. Vậy nhiệm vụ bây giờ chúng ta cần tìm số mol ancol. Thế mặt khác trong phản ứng ete hóa thì mình có phải là số mol của ancol. Thì vậy chính bằng là số mol của este ancol đơn thì chính bằng số mol của este đơn. Đây, este này đơn chức. Ancol này cũng đơn chức nên số mol của chúng nó sẽ bằng nhau. Đúng không? Và bằng số mol NaOH. Vậy bây giờ nhiệm vụ chúng ta cần đi tìm số mol ancol là xong. Thế chúng ta lại phải tinh ý một chút xíu. Là hai cái anh este này này nó đều chung một công thức là C3H6O2.
đúng không? Thế mình tìm số mã SE chưa? Rồi các bạn tính toán nốt đi xem nào, xem đáp án gì. Làm nốt đi. Xem đáp án gì. Ví dụ số 4 rất rất hay luôn. Rồi, ok. Các em có hiểu cái cách tư duy không ạ? Ở đây nhá, các bạn đừng có chỉ tập trung vào đáp án. Mà ở đây là thầy đang hướng dẫn cho chúng ta cái cách trình bày ở nháp. Nhìn thấy không? Cách trình bày ở nháp, cách trình bày nháp. Và cách tư duy tìm ra đáp án. Hiểu như thế không ạ? Nên là cố gắng nghe và ghi lại để mình hoàn thiện cái tư duy này. Cái quan trọng nó là cái tư duy, còn cái đáp án nó không quan trọng. Hiểu không? Cái đáp án nó chỉ quan trọng với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thôi. Các em thi một lần duy nhất vào tháng 7 năm sau thôi. Hiểu không? Còn tất cả các đáp án bây giờ không quan trọng. Mình học cái tư duy, mình học cách tính nhanh, mình học cách để không bao giờ bị sai. Nhớ chưa? Mà để không bao giờ bị sai thì mình phải bị sai nhiều. Vậy đây mình có nhá. Số mol nó bằng bao nhiêu nhỉ? Chẳng bạn nào bấm số mol là thầy luôn. Phân tử khối này thầy thuộc luôn rồi đây này. Các bạn cố gắng thuộc bằng thầy hoặc như thầy nhá, để làm nhanh. 74 66,6 chia 74 bằng 0,9. Vậy số mol SE là 0,9. Đấy chưa? Số mol ancol là 0,9. Thế vào đây mình sẽ suy ra được số mol của nước. Số mol của nước bằng 0,45. Và 0,45 nhân 18 á. 8,1 đúng không em? Đáp án đúng, đáp án B. Ok các bạn hiểu chưa? Xịn chưa? Ví dụ số 5 ạ. Ví dụ số 5 nào các em? Thầy gợi ý tiếp ví dụ số 5 nhé. STX được tạo thành từ ethylene glycol và hai axit carboxylic đơn chức. Này. Ethylene glycol và hai axit carboxylic đơn chức. Vậy nó sẽ là CH2OOCr1. CH2OOCr2. Trong phân tử este, số nguyên tử carbon nhiều hơn số nguyên tử oxy là 1. Trong este này mình có 4 oxy. Mà đề bài lại nói chúng ta là số nguyên tử carbon nhiều hơn số nguyên tử oxy là 1. Vậy suy ra số nguyên tử carbon bằng 4 cộng 1 bằng 5. Vậy suy ra R1 cộng R2 bằng 5 trừ đi 1, 2, 3, 4. 5 trừ 4 bằng 1. Vậy R1 cộng R2 bằng 1. Vậy thì suy ra nó chỉ có thể là 0 cộng 1. Có nghĩa tương đương với chắc chắn thằng este nó chỉ có thể là anh là gì? Thằng este nó chỉ có thể là gì? CH2OOCH3. Chỉ có thể là này. Được không ạ? Mà đây cho M gam X tác dụng với NaOH dư. NaOH dư. Thì lượng NaOH phản ứng là 10 gam. Thì 10 mà chia cho 40 chúng ta tìm được số mol NaOH. Và đây là ST2 trước thì nó sẽ ăn 2 NaOH đúng không? Thế là xong rồi. Các bạn tính nốt cho thầy. Dễ quá. Phản ứng. Vậy mình tìm được số mol nhé. 10 chia 40. 0,25. Mà thằng này ST2 trước nên ăn 2 NaOH nên mình sẽ có 0,25 nhân 1 chia 2 bằng 0,125. Vậy hoàn toàn mình tìm được M của ST chính bằng 0,125 nhân với phân tử khối. 14 cộng 44 cộng 1 cộng 14 cộng 44 cộng 15 bằng 132. 132 nhân với 0,125 bằng 16,5. 16,5. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Nhá. 16,5 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok. Dễ ợt nhỉ. Các bạn chữa đây vào vở nhé. Những cái câu này, những câu tư duy logic rất hay luôn. Mình sang câu tiếp theo là câu ví dụ số 6 ạ. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ.
Đừng sợ, có thầy đây rồi, không có gì phải sợ hết. Đây mới là những câu tiệm cận với thi Trung học thông quốc gia nhá. Đừng sợ, có thầy đây rồi, đừng sợ. Thầy gợi ý này, ví dụ số 6 này, các bạn cứ làm theo gợi ý của thầy nhá. Nhưng mà muốn giỏi này, thầy bảo này, muốn giỏi này thì về nhà này phải làm lại các ví dụ này đấy. Các em muốn giỏi về nhà phải làm lại những ví dụ này nhá, phải làm lại đấy, tối nay làm lại luôn hoặc tối mai làm lại nhá. Ví dụ số 6, thủy phân hoàn toàn m1 gam s tx mạch hở bằng dịch đá hoắt dư. Thủy phân hoàn toàn m1 gam s tx mạch hở bằng dịch đá hoắt dư x cộng đá hoắt thì thu được m2 gam Anconi không có khả năng phản ứng với CO2 hai lần, không tác dụng CO2 là. Và 15 gam và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit đơn chức R1COONa và R2COONa đốt cháy hoàn toàn M2 gam Y bằng oxy dư. Đốt cháy nó bằng oxy dư. Thì thu được CO2 là 0,3 mol. H2O là 0,4 mol. Đề bài yêu cầu xác định giá trị của M1. Hỏi giá trị của X. Quá căng. Tình trạng này hơi vằn căng. Nhưng mà đây nó chính là những cái câu mà thực sự hay thi các em ạ. Nhá. Đây nó chính là những cái câu thực sự hay thi đấy. Thế giờ các em nhìn này. Các em nhìn này thầy. Bây giờ nhá. Để bài cho đi là STX mà nó lại thu được hai axit. Vậy ít nhất ST này nó phải là ST từ ST2 chức trở lên. Đúng không? ST2 chức trở lên. Thu được hai muối mà. Thằng này tương đương với x phải có ít nhất là hai chức. Thì với cái việc x ít nhất có hai chức này thì ở tại đây từ đầu này mình sẽ suy ra được, mình thấy rằng ro là dây đây y là ancol nhá. Ancol mà có n nước lớn hơn n CO2 này thì suy ra y là ancol no sẽ có dạng là CN H2N cộng 2O. Được chưa? Vậy là mình sẽ có số mol của ancol là 0,4 trừ 0,3 thì bằng 0,1. Được chưa nào? Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được số nguyên tử carbon trong ancol. Carbon của ancol bằng 0,3 chia 0,1 thì bằng 3. Đấy, carbon trong ancol bằng 3. Thì với carbon trong ancol bằng 3 thì mình sẽ suy ra công thức của ancol nó sẽ là C3H8OX. Được không ạ? Công thức của ancol ấy nó sẽ là C3H8OX. Ít nhất hai chức nhưng mà lại không được tác dụng với CO2 lần. Thế nếu mà C3H8O3 thì nó tác dụng với CO2 hai lần rồi. Ở đây yêu cầu là không tác dụng với CO2 hai lần, vậy nó chỉ có thể đấy kết hợp cả ít nhất hai chức không tác dụng với CO2 hai lần. Thì nó chỉ có thể là nào? C3H8O2 mà thôi. Đúng không ạ? Vậy ancol của chúng ta là C3H8O2. Nhá. Đây bài hỏi gì? Tìm giá trị của M1 là tìm giá trị của X. Ở đây xong rồi. Xong rồi còn gì nữa? Mình ra được ancol của mình là C3H8O2 có số mol bằng 0,1. Đây là OX nhá. Mình có, mặt khác mình có số mol của nhóm OH thì luôn bằng số mol của NaOH.
Mà anh ăn côn này ăn côn 2 chức, C3H8O2 mà, hay nói khác là C3H6O tất cả 2 lần. Thì số mol nhóm OH của nó là 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Vậy biết số mol NaOH bằng 0,2 rồi. Vậy bây giờ câu chuyện còn lại chúng ta là đi bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của X cộng khối lượng NaOH là 0,2 nhân 40 bằng khối lượng của ancol là 0,1 nhân phân tử khối của nó, 12 nhân 3 cộng 8 cộng 32 bằng 76, cộng với khối lượng của muối là 15. Vậy nên mình tìm được khối lượng của X bằng 0,1 nhân 76 cộng 15 trừ 0,2 nhân 40 bằng 14,6 gam. Đáp án đúng, đáp án gì? 14,6 gam. Các bạn có hiểu không ạ? Đi thi là nó sẽ thi những câu này ạ. Nhá. Đi thi là nó sẽ thi những câu này đấy. Đây mới là những câu sắp là những câu trong đề thi. Thì các bạn cần phải chú ý những câu như này nhá. Chữa kỹ lại vào vở nhá. Không hiểu là phải coi lại ngay. Mình sẽ có cái câu ví dụ số 7. Cái câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Ví dụ số 7. Câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Và nó cũng là câu khó nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Thầy hướng dẫn cho các bạn cùng làm. Ví dụ số 7. Các bạn cùng làm với thầy. Thủy phân 37 gam. 2 Fe cùng công thức phân tử là C3H6O2, mình tìm được luôn số mol nó nhé. Là 37 chia 74 bằng 0,5. Bằng dung dịch NaOH. Thì mình sẽ thu được hỗn hợp gồm chất rắn Z là muối và hỗn hợp Anconi. Đấy chứ ạ, đun nóng hỗn hợp Ancon với H24 đặc 140 độ C thì thu được hỗn hợp ete và nước. Bây giờ là tìm khối lượng muối trong Z. À, bởi vì NaOH dư thì trong Z này sẽ có muối và ancol dư và MnaOH dư. Thì bây giờ đây bà hỏi là tìm khối lượng muối trong Z này. Đấy. Bây giờ mình phải tìm mọi cách để đi tìm được khối lượng muối trong Z. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái vấn đề như sau này để chúng ta làm. Chỗ này đề bài cho chúng ta biết là khối lượng ete bằng 14,3 rồi. Gam rồi. Thế thì có phải từ cái số mol của anh este này, bởi vì C3H6O2 là este đơn chức nên số mol của C3H6O2 chính bằng số mol NaOH bằng 0,5 không? Đúng không ạ? Mà đây là este đơn chức nên chắc chắn ancol cũng phải đơn chức. Thì số mol của ancol bằng 0,5 không? Thế là lúc nãy mình có một cái công thức là số mol của ancol thì luôn bằng 2 lần số mol của nước. 2 số mol nước bằng 1/2 lần số mol ancol. Suy ra mình tìm được số mol của nước chính bằng ancol hay 0,5 chia 2 bằng 0,25. Và hoàn toàn cụm này mình có thể đi bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có là khối lượng của ancol thì chính bằng khối lượng của ete cộng khối lượng nước. Công thức này ở lớp 11. Bạn nào quên thì ghi lại bài tập ET. Vậy từ đó thầy thế số vào thì sẽ có khối lượng ET biết rồi bằng 14,3. Số mol nước là 0,25 cộng với 0,25 nhân 18 bằng 14,3 cộng 0,25 nhân 18 18,8 gam. Vậy mình biết được khối lượng của ancol là 18,8 gam rồi. Thế vậy bây giờ mình đi bảo toàn khối lượng, mình sẽ tìm được khối lượng của muối thôi. Câu chuyện nó đơn giản thôi. Đúng không? Bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có khối lượng của ete của este là 37 cộng khối lượng của NaOH là 0,5 nhân 40 thì bằng
khối lượng của muối cộng khối lượng của ancol, vừa tìm được 18,8. Và hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được m muối bằng 37 cộng 0,5 nhân 40 trừ 18,8 bằng 38,2 ạ. 38,2, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Ok. Đấy, trên đây là toàn bộ cái ví dụ số 7 để chúng ta có thể quan sát được nhá. Thực ra thầy nghĩ rằng là cái bài ngày hôm nay thì các bạn sẽ bị sốc, bởi vì nó hơi khó hơn so với mọi thứ mà các bạn được học từ buổi trước đến giờ. Thực ra nó là điều tất yếu thôi các em, bởi vì ST bây giờ ở bên trong đề nó sẽ có hai câu mức độ vận dụng cao. Và mục tiêu của thầy là dạy cho lớp chúng mình học đến tất cả những câu vận dụng cao. Thì trong những cái dạng này thì sẽ được sắp xếp là những câu số 1, số 2, số 3, số 4 là những câu dễ, đúng không ạ? Xong rồi đến câu số 5, câu số 6 thì bắt đầu là mức độ vận dụng rồi. Câu số 7 là mức độ vận dụng cao. Nên là rất là mong muốn là các bạn có thể cố gắng là học tập thật tốt, được chưa? Làm bài tập về nhà thật đúng giờ, làm nhiều, luyện tập và làm đi làm lại nhiều để mình hoàn thiện kỹ năng, hoàn thiện tư duy để mình có thể bước tới xa hơn cùng thầy, đúng không ạ? Dĩ nhiên là những cái buổi, những cái phút đầu của buổi dạy thì nó sẽ là những cái gì đó nó rất là dễ, nhưng mà những cái phút cuối của buổi dạy thì nó là những cái bài khó để mà có những bạn cần luyện vận dụng cao, đúng không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Và buổi học hôm nay thầy xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại chúng ta vào buổi tới. Bye bye, chào tạm biệt. Và bây giờ thầy sẽ có một cái, hôm nay chúng ta sẽ học cái chuyên đề số 01 buổi số 6 dạng số 2 về đốt cháy ST. Đấy, trong này chúng ta sẽ có phần kiến thức cần nhớ. Đây. Phần kiến thức cần nhớ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy sau đấy. Đấy, mình sẽ có là tổng quát thì mọi ST của chúng ta thì nó sẽ đều có cái dạng là gì ạ? CnH2n cộng 2 trừ 2 KOX với K thì bằng số pi cộng số vòng. Ok chưa các em? Thì ở đây thì chúng ta sẽ luôn luôn có một điều. Đấy, thì tại sao lại có cái điều này? Tại sao lại có cái điều này? Thì đây thầy phân tích cho chúng ta. Có cái điều này là do này. Anh CN này, H2N này, cộng 2 này, trừ 2K này, OX này, cộng với lại OC này, thì tạo thành này, CO2 này, cộng với lại H2O này, CO2 này cộng với lại H2O này, carbon là N này, thì đây là N. Đây là 2N cộng 2 trừ K thì nó chia cho 2 để còn là N cộng 1 trừ K H2O. Được chưa? Thế cân bằng hệ số oxy nó sẽ là 2N cộng với N nó là 3N cộng 1 trừ K trừ X chia 2. Vậy nếu mình có số mol của ST là 1 thì số mol của CO2 là N thì số mol của nước nó sẽ là N cộng 1 trừ K. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có một điều thế này. Suy ra mình sẽ có này. NCO2 trừ N nước. Đây ạ, NCO2 trừ nước có phải chính bằng là N trừ đi N cộng 1 trừ K không? Chính bằng N trừ đi N cộng 1 trừ K không? Đúng không ạ? Nhân với 1 không? Nhân 1 là số mol của thằng ST cháy không? Và từ đó mình sẽ suy ra được là NCO2 trừ đi N nước thì bằng N trừ N là hết, đúng không? Đổi dấu thì bằng K trừ 1 nhân với lại số mol của ST. Đấy. Thì cái công thức này nó chính là cội nguồn. Đấy, thầy vừa chứng minh cho chúng ta cái cội nguồn. Đây. Đấy, từ cái công thức này, đây nó chính là cội nguồn để suy ra công thức này. Hai công thức này tương đương nhau. NCO2 trừ N nước bằng K trừ 1 nhân NST. Vậy đây này, NST bằng NCO2 trừ N nước chia K trừ 1. Ok không ạ? Thế thì hai công thức này thì ít sử dụng hơn bởi một cái công thức mà thầy sẽ sử dụng nhiều hơn. Đó nó sẽ là NCO2 trừ N nước chia NST
thì bằng k trừ 1. Thì công thức này nó sẽ là công thức tổng quát để sau này mình sẽ giải đa số các bài cháy te, thì mình sẽ giải theo công thức này. Ô, cái này nó bị làm sao, nó cứ bị nhảy nhỉ, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta lưu ý nha. Ok chưa? Các bạn ghi lại vào vở nhé, các bạn ghi lại vào vở những cái gì thì chứng minh. Thế ngoài ra thì chúng ta đi bảo toàn khối lượng thì mình có đây, khối lượng của este cộng khối lượng của oxy thì bằng khối lượng CO2 cộng khối lượng nước. Đây bảo toàn khối lượng, này khối lượng este nhé cộng khối lượng oxy thì bằng khối lượng CO2 cộng khối lượng nước, ok không? Tương tự bảo toàn oxy thì mình sẽ có số mol oxy trong este, đây oxy trong este cộng 2 lần số mol O2, 2 lần số mol O2 bằng 2 lần số mol CO2, được chưa? Cộng số mol nước. Ok, bởi vì trong nước là có một oxy thôi. Nhá. Đấy, thì đấy là về tổng quát. Thế còn ở bên dưới là các trường hợp thường gặp này, đó là thầy chia ra thành các trường hợp đặc biệt. Ví dụ như trường hợp đặc biệt đầu tiên, đó là với ethanol đơn hở, thì trong cả phân tử nó có một pi thôi. Thì công thức tổng quát của ethanol đơn hở nó sẽ là CnH2NO2. Thì trong quá trình cháy này thì CnH2NO2 này nó cháy để tạo thành NCO2 và N nước, và chúng ta nhìn thấy luôn là NCO2 bằng N nước. Thì cái này nó luôn luôn có ở anh ethanol đơn hở. Thì đây là trường hợp đặc biệt chúng ta cần lưu ý, và cái trường hợp này chúng ta hay gặp nhiều nhất. Đúng không ạ? Thế còn với este không no đơn chức, đúng không ạ? Không no, chỗ này thiếu không no một nối đôi CC, một nối đôi CC đơn chức mạch hở, thì trong phân tử của nó sẽ có 2 pi. Thì công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n trừ 2O2. Thì cái phản ứng cháy này thì mình sẽ thấy nó sinh ra được NCO2 cộng với N trừ 1 nước, thì mình nhìn thấy là NSTE thì luôn bằng NCO2 trừ N nước. Thực ra mình thế vào cái công thức này thì mình cũng ra như vậy. Đúng không ạ? Đấy thì vì vậy nên là cái công thức này này nó là công thức tổng quát. Nhá. Tương tự như vậy với anh este không no đơn chức mạch hở có hai nối đôi CC hoặc là một liên kết 3. Hai nối đôi CC hoặc một nối 3 CC. Thì công thức tổng quát là CnH2n trừ 4O2. Thì với công thức tổng quát CnH2n trừ 4O2 này, ở chỗ này thiếu. Chỗ này bị thiếu, chỗ này bị sai. Chỗ này bị gõ sai ạ. CnH2n trừ 4O2. Thì anh này nó phải sinh ra đây là N trừ 2. Được ạ? Vậy mình sẽ có là NSTE bằng NCO2 trừ N nước chia 2. Ok không? Cuối cùng ạ, este no hai chức mạch hở thì công thức tổng quát no hai chức thì nó sẽ có 2 pi, nhưng công thức tổng quát là CnH2 trừ 4 thì cũng tương tự 2 pi, thì NSTE bằng NCO2 trừ N nước. Ok chưa? Đấy nhá, thế xong nhá. Đây là những cái gì chúng ta cần nhớ. Thì vậy thì trong quá trình làm ấy thì các em chỉ cần nắm cho thầy đây ạ, anh công thức này là công thức tổng quát nhất. Sau đó đến anh đây ạ, NCO2 bằng N nước của anh este no đơn trước mạch hở. Quá lắm đến không no đơn trước mạch hở là xong. Đơn giản vậy thôi, còn lại mọi thứ chúng ta làm là do chúng ta hiểu để chúng ta làm nhá. Ok. Các bạn hiểu tất cả những gì thầy nói chưa? Rồi. Bây giờ mình vào phần bài tập vận dụng ạ. Kiểu số 1. Đốt cháy 1 ST. Vừa nãy thầy vừa mới xong cái này mà kiểu số 1 ạ. Đốt cháy 1 ST. Kiểu số 1. Đốt cháy 1 ST. Hiểu 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 hiểu. Kiểu số 1 đốt cháy 1 ST. Các bạn cùng làm và comment đáp án này nhá. Kiểu số 1 đốt cháy 1 ST. Đốt cháy hoàn toàn à, chưa khép kịp à? Đây 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 đây, thầy để lại. Đây, cho ghi. Thực ra cái này nó ở trong tài liệu rồi. Nhưng mà thôi ghi vào vở càng tốt, một lần ghi một lần nhớ. Đấy. Thầy để lại cho các bạn ghi. Đây ghi đi ạ. Bao giờ ghi xong thì thả chấm xuống nhá để thầy biết. Bao giờ ghi xong để vào đầu bài. 0,1 mol este đơn chức. Thì este đơn chức thì nó có dạng là gì ạ? CX HI đơn chức thì nó là O2 đúng không? Thầy biết được số mol nó nhé. Biết được số mol oxy chưa?
Biết được số mol nước chưa? Vậy thì chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol CO2 không? Đúng không? Đấy, nó đơn giản lắm. Đây nhá. Đây nhá. Thầy ghi lên bên trên này, nháp lên bên trên này chúng ta nhìn này. Đây, ví dụ số 1. Este đơn chức của mình là CXHIO2, mình biết số mol nó là 0,1 chưa? Vẽ sơ đồ ra là cách làm nhanh nhất. Nhìn thấy mọi thứ hết. Cộng oxy này. Chúng ta tìm được số mol oxy này. 10,08 chia 22,4 bằng số mol oxy bằng 0,45. Thì mình có phải mình thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O không ạ? Số mol nước bằng 5,4 chia 18 bằng 0,3. Vậy ở đây nếu mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình tìm được số mol CO2 không? Đấy các bạn, bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy đi và tìm được thấy số mol CO2 bằng bao nhiêu? Dễ lắm, mạnh dạn comment vào. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta từng bước một để chúng ta làm được bài. Cái mục tiêu của cái việc học cùng với thầy ở đây, đấy là chúng ta mạnh dạn làm bài, chúng ta mạnh dạn thể hiện bản thân và không sợ sai. Ok không? Quyết chiến cùng thầy nhé. Thầy muốn cho tất cả các bạn lớp mình đều được 9 cộng. Đấy là mục tiêu của thầy. Bạn nào mà có khó khăn hay thắc mắc bất kỳ về một vấn đề gì, các bạn có thể nhắn tin ở bên trong nhóm Zalo của lớp. Được không? Thầy sẽ hỗ trợ hết nhá. Nhiệt tình luôn. Nào, anh em cùng làm xem nào, bấm máy tính xem nào, số mol CO2 bao nhiêu. Thầy gợi ý cho một vài bạn chưa biết. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình có này. Đây nhá, tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở vế trái. Đây, tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy vế trái. Đây gọi là vế trái. Phải bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở vế phải. Nó là nguyên tắc của cái thằng là thằng bảo toàn nguyên tử nguyên tố. Có nghĩa là nguyên tố không tự sinh ra, không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ trong chất này thành chất khác thôi. Vậy khi mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình sẽ có này, oxy trong este này có 2 oxy và 0,1 mol. Nó sẽ là 2 nhân với 0,1 nhá. Cộng với oxy trong O2 này, nó có 2 oxy này, nó sẽ là 2 nhân 0,45 nhá. Đấy, cứ lấy chỉ số nhân với số mol. Oxy trong CO2 thì có 2 oxy, 2 lần số mol CO2 nhá. Cộng với oxy trong nước có 1 oxy là cộng 0,3. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol CO2 luôn. Đúng không ạ? Hoàn toàn mình tìm được số mol CO2 luôn đúng không ạ? 0,2 cộng với 0,9 trừ đi 0,3 bằng chia 2 bằng 0, xem nào. 0,2 nhá cộng với này 2 nhân 0,45 này trừ đi này 0,3 này bằng này chia 2 này bằng này 0,4 mà. 0,4 mà các em. 0,4 chưa ạ? 0,4. Thế vậy số mol CO2 bằng 0,4 nhá. Mà đề bài bảo này, cho toàn bộ sản phẩm, có nghĩa cho toàn bộ đằng CO2 và nước này vào bình đựng CaOH2 lần dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? Thì có phải kết tủa ở đây chúng ta do CO2 sục vào CaOH2 lần dư, do nó có cái từ dư dư này nên là bao nhiêu CO2 thì bấy nhiêu kết tủa. Đấy là đặc biệt nhá. Bao nhiêu CO2 thì có bấy nhiêu kết tủa. Vậy kết tủa ở đây là CaCO3. Thì do có từ dư nên mình sẽ có là số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa bằng 0,4 luôn. Được không ạ? Và bằng 0,4 này thì mình sẽ tìm được khối lượng của kết tủa chính bằng khối lượng của CaCO3 và bằng là 0,4 nhân 100 bằng 40 gam. Ok chưa? Vậy đáp án đúng ở ví dụ 1 chúng ta nó là đáp án D, 40. Các bạn hiểu bài chưa? Các bạn hiểu bài chưa? Thấy cứ giải chậm chậm từ từ thôi để cho tất cả các bạn và các em đều có thể theo dõi được. Đây là những ví dụ đầu tiên nhá. Thầy sẽ gợi ý. Trong tất cả những ví dụ này thì sẽ có gợi ý và các em cố gắng cùng làm cùng thầy để mà cái chinh phục cái phần bài tập này nhá. Các em nên nhớ rằng là trong cái chuỗi chia dạng của thầy thì học thầy chúng ta cần phải hiểu là thầy sẽ phân chia ra thành những cái mục rất là dễ học. Đầu tiên muốn học được hóa chúng ta phải nắm chắc được lý thuyết. Vì vậy nên chúng ta sẽ học lý thuyết đầu tiên của mỗi chương. Sau phần lý thuyết thì sẽ có cái phần bài tập của lý thuyết. Được chưa? Đấy, sẽ có phần bài tập của lý thuyết nhá. Sau cái phần bài tập của lý thuyết thì sẽ đến là phần chia dạng. Thì mỗi một cái chia dạng thì đều có phần kiến thức cần nhớ này, xong đều có phần ví dụ này, xong bài tập về nhà là phần bài tập tự luyện phó đáp án. Ok không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sang phần ví dụ số 2.
Ví dụ số 2 ạ. Đốt cháy hoàn toàn 10 ml 1 ST thì cần dùng hết là 45 ml oxy để thu được VCO2 chia với nước bằng 4 chia 3. Vậy ngưng tụ sản phẩm cháy thấy thể tích giảm 30 ml. Các thể tích đo ở cùng điều kiện thì công thức ST đó là gì? Thế thì ở đây các em cần có một cái chú ý thế này. Đó là khi mà đề bài cho chúng ta cái từ là các thể tích đo ở cùng một điều kiện á, được chưa? Thì mình được quyền là coi như số mol, suy ra coi thể tích, coi thể tích như số mol để tính toán, như số mol để tính toán, được chưa? Ví dụ như ở đây đốt cháy hoàn toàn 10 ml 1 ST thì cần dùng hết 45 ml oxy. Đây ST đặt là E đi. 10 ml mình coi là 10 mol. Cần dùng hết oxy là 45 ml là 45 mol. Thì thu được CO2 và nước. Tỷ lệ CO2 chia nước đây, đề bài cho chúng ta là 4 chia 3, các bạn nhìn thấy không? Đây, 4 chia 3. Vậy này, anh này là 4x thì anh này là 3x, cho dễ. Ngưng tụ sản phẩm thì thấy thể tích giảm 30 ml. Ngưng tụ sản phẩm cháy. Đây, ngưng tụ sản phẩm cháy. Đây, ngưng tụ bọn này. Ngưng tụ. Ngưng tụ thì là nó lấy lại nước, đúng không? Ngưng tụ thì bỏ nước ra. Ngưng tụ thì bỏ nước ra. Bỏ nước ra. Bỏ nước ạ. Nó giữ lại nước, mà ngưng tụ là giữ lại nước. H2O. Thì thấy thể tích đây. Để bài nói này. Thì thấy thể tích giảm 30 ml. Đúng chưa? Đấy, thì thấy thể tích giảm 30 ml, nó chỉ còn CO2 thôi. Mà thể tích giảm 30 ml, vậy thì 3x này chính bằng 30. Đúng không ạ? Thể tích giảm 30 ml mà. Thì đúng nước mà chính bằng 30 không? Vậy thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được là gì? Mình sẽ suy ra được là x bằng 10. Vậy suy ra 4x thì bằng 40. Ok không? Ok không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có là suy ra số nguyên tử carbon. Suy ra carbon của este nó bằng là 40 chia 10 bằng 4. Hydro của este bằng 2 lần n nước 2 nhân 10. Đúng không? Chia số mol este là 10. Vậy bằng 2. Sorry ạ. Chết, sorry, lỗi. Nước của chúng ta là bằng 30 cơ mà. 2 nhân 30, đây. 30 chia 10. Vậy nó bằng 6. Vậy suy ra công thức của E lúc này. Công thức của E lúc này nó sẽ là C4H6OX. Đây. C4H6OX. Vậy bây giờ chúng ta muốn biết công thức phân tử nó là bao nhiêu thì mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Đúng không ạ? Bảo toàn nguyên tố oxy nào, các bạn cùng bảo toàn nguyên tử oxy cùng thầy xem x bằng bao nhiêu. Các bạn cùng bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy cùng thầy xem x bao nhiêu. Vừa nãy chúng ta vừa mới làm bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy rồi. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy x bằng nhiêu? Tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở phía trái bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở phía phải. Đúng không? Vậy mình sẽ có này. 10 này nhân x này. 10x cộng với này 45 nhân 2 này. 45 nhân 2 này bằng này 40 nhân 2 này. 40 nhân 2 này cộng này 30 này nhân 1 này. Cộng 30 này nhân 1. Nào các bạn bấm máy tính hộ thầy xem x bằng bao nhiêu. Suy ra x bằng bao nhiêu. Cho thầy một con số. Giờ chỉ còn bấm nữa thôi mà. Còn bấm nữa thôi mà các em. X bằng bao nhiêu? Phần cháy là phần rất quan trọng nhé. Ok, cảm ơn. X bằng 2, chính xác.
Vậy hoàn toàn mình sẽ suy ra công thức của E của chúng ta, nó sẽ là C4H6O2, được không các em? C4H6O2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? C4H6O2, đáp án đúng là đáp án B. Rồi. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metin format. Metin format thì nó sẽ là HCOO CH3, nó là metin format. Etin acetat nó là CH3 COO C2H5 thì nó là etin acetat. Đốt cháy nó thì thu được CO2 và H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch CaH thành lần dư thì mình thu được kết tủa là CaCO3. Phân tử khối của CaCO3 là 100 thì mình sẽ tìm được số mol kết tủa là 30 chia 100 thì bằng 0,3. 30 chia 100 bằng 0,3. Thế thì bởi vì nó có từ dư nên mình sẽ có số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 bằng 0,3. Ok chưa? Và đề bài bây giờ xác định giá trị của M là xác định khối lượng của nước tương đương với số mol của nước. Câu này quá dễ luôn các em ạ. Câu này nhá, chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn một điểm này, chúng ta phải nhìn đến một điểm đặc biệt ở trong câu này, đó là HCOCH3 thì hay là CH3COOCH5 thì nó đều chung một công thức phân tử là CnH2nO2. Đều chung một công thức phân tử là CnH2nO2. Nó là este. No. Đơn. Và este no đơn thì lúc nãy mình làm cái gì ạ? À? Mình có một điều như nào với este no đơn ạ? À? Este no đơn luôn luôn có gì ạ? À? NCO2 bằng N nước các em ạ. À. Đấy, mình phải đóng khung cái này lại nhá. Mình đóng khung cái này lại cho nhớ. Cái bọn này nó hay bị nhảy quá. Mình đóng khung này lại cho nhớ. Vậy NCO2 bằng N nước phải nó bằng là 0,3. Ok không? Vậy suy ra N nước bằng 0,3 thì hoàn toàn chúng ta tìm M của nước bằng 0,3 nhân 18 bằng 5,4 gam. 5,4 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. À, ok, các bạn hiểu ý chưa? Các bạn biết cách làm chưa? Nó rất dễ nhá. Thầy cho cái bài này vào đây chỉ để cho chúng ta nhớ công thức thôi. Ok. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este. Rồi cho sản phẩm cháy đây, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este. Thầy đặt thay hỗn hợp 2 este này là E. Đốt cháy trong oxy thì mình thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Cho vào bình đựng H2O4 đặc thì các em lưu ý nhá. H2SO4 đặc này nó háo nước. Và bởi vì nó háo nước nên nó giữ nước ở lại. Thì nước ở lại với H2O4 đặc thì cái khí thoát ra nó chỉ còn là khí CO2 thôi. Được chưa? Vậy từ đấy thì mình suy ra là bình H2O4 đặc tăng M bình H2SO4 đặc tăng chính bằng M nước và bằng 2,07 gam. Và hoàn toàn từ đây mình tìm được số mol của nước là 2,07 nhân với lại 2,07 chia 18 bằng 0,115. Số mol nước 0,115. Thế còn anh CO2 này thoát ra thì cho tác dụng với CaOH hai lần dư thì bình 2 xuất hiện 11,5 gam kết tủa. Thì kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol là 11,5 chia cho 100 bằng 0,115. Vậy mình tìm ngay lập tức được số mol CO2, bởi vì đây có từ dư này, thì số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 0,115. Nên số mol CO2 này bằng 0,115. Và từ đây chúng ta thấy một điều gì đặc biệt. Đây, chúng ta nhìn thấy điều gì đặc biệt ở đây. Số mol CO2 bằng 0,115. Số mol nước cũng bằng 0,115.
Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là số mol CO2 nó bằng số mol nước. Nhá. Số mol CO2 nó bằng số mol nước. Vậy suy ra nó chỉ có thể là este NO đơn. Ok chưa? Nó chỉ có thể là este NO đơn. Vậy suy ra cả hai đều là este NO đơn chứ. Đáp án đúng là đáp án B. Ok các bạn chưa? Đây là những ví dụ mà thầy hướng dẫn cho chúng ta học được cái cách tư duy trong cái phần cháy nhá. Đây nó vẫn là những câu dễ nên là rất là mong muốn là chúng ta cùng cố gắng hết sức để làm. Chúng ta nên chữa những cái này lại vào trong vở. Được chưa? Nên chữa trong vở. Bởi vì nếu mà các em chỉ có nhìn thấy chữa thôi ấy, thì nó sẽ chuội đi rất nhanh. Được không? Thầy chữa cực kỳ chậm và chúng ta nên mở vở ra chúng ta chữa lại. Như vậy nó là cái cách học tốt nhất với thầy. Nó sẽ giúp cho chúng ta đạt tối ưu hóa cái việc mà hấp thụ kiến thức vào trong đó. Rồi. Ví dụ số 3 nào. Bây giờ các bạn cùng làm thử ví dụ số 3 đi, thầy cho chúng ta một vài phút để chúng ta làm ví dụ số 3. Hỗn hợp gồm vinin acetat ạ. Vinin acetat CH3 CH CH3 COO vinin acetat OO CH nối đôi CH2. Metin acetat CH3 COO CH3. Etin format HCOO C2H5. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam hỗn hợp X. Đốt cháy đây thì thu được CO2 và nước. Số mol nước của chúng ta bằng 2,16 chia 18. 2,16 chia 18 bằng 0,12 mol. Số mol nước bằng 0,12 mol. Bây giờ đề bài hỏi chúng ta là phần trăm số mol của vinin acetat trong X là bao nhiêu? Căng nhỉ. Phần trăm số mol của vinin acetat trong hỗn hợp này là bằng bao nhiêu? Thế thì câu chuyện nó đơn giản lắm. Câu chuyện nó cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta tinh ý một tí chúng ta sẽ nhìn thấy được. Đó là gì ạ? CH3COOCH3 và HCOCH5 nó đều chung một công thức phân tử. Đó là gì? C3H6O2. Còn anh vinin acetat thì công thức của nó là C4H6O2. Đúng không em? Thế bây giờ mình đặt số mol của C4H6O2 là A mol, số mol của C3H6O2 là B mol thì mình sẽ có cái mối quan hệ như sau, mình sẽ có hệ phương trình. Đầu tiên là về khối lượng đi ạ. Đấy, khối lượng của C4H6O2 thì phân tử khối của nó phân tử khối của C4H6O2 thì bằng bao nhiêu? Các bạn có thể bấm 12 nhân 4 cộng 6 cộng với lại 32 thì bằng 86A. Cộng với khối lượng của C3H6O2 là 12 nhân 3 cộng 6 cộng 32 thì bằng 74B. Thì bằng 3,08 gram. 3,08 gram. Được không ạ? Thế thì thứ hai là mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Bảo toàn hydro thì hydro trước phản ứng thì chỉ nằm trong C4H6O2 này có 6A này, cộng với hydro nằm trong C3H6O2 là có 6B này, thì bằng hai lần số mol nước này là 2 nhân 0,12. Và từ đó chúng ta tìm được AB, chúng ta giải cái hệ này chúng ta sẽ tìm được AB. Các bạn bấm máy tính giúp thầy vậy, xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu ạ? 86 bằng này, 74 bằng này, 3,08 bằng này, 6 bằng, 6 bằng, 2 nhân 0,12 bằng A bằng 0,01, B bằng 0,03. Đề bài hỏi là phần trăm số mol của vinin acetat thì phần trăm số mol của C4H6O2 thì chính bằng số mol của C4H6O2 là 0,01 chia tổng số mol là 0,01 cộng 0,03 nhân 100% bằng 0,0 0,01 chia cho 0,04 nhân 100% 25%. Được chưa? Vậy 25% vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Các bạn hiểu bài này không? Các bạn hiểu bài này không? Thực ra
Bài này thầy có một cách làm nhanh nữa. Các bạn chữa hết vào vở đi, rồi thầy hướng dẫn cho là cách làm nhanh đặc biệt này. Bởi vì là thầy biết là không phải ai cũng nhìn thấy nhé. Không phải bạn nào cũng nhìn thấy là hai anh này cùng chung là C362 đâu. Đúng không? Không phải ai nhìn thấy điều đấy. Thì đấy mới là lý do có thể ở đây. Đấy mới là lý do có thể ở đây các em ạ. Nhá. Các bạn chữa xong vào vở chưa? Chữa xong vào vở chấm chấm một cái xuống phía dưới. Chữa xong vào vở chấm một cái xuống phía dưới. Nhá. Cách số 2. Vininacetat vẫn phải nắm được công thức CH3COO COO CH nối đôi CH2. Hay là công thức của nó là C4H6O2 nhá. Còn lại anh còn lại là CH3COO CH3 và HCOO C2H5. Được không ạ? Khối lượng là 3,08 này. Cho tụi này tác dụng với oxy này thì thu được này CO2 này, H2O này. H2O số mol là 0,12 mol. Được không ạ? Thế bây giờ đề bài hỏi là tìm phần trăm số mol của vinin acetat ở bên trong hỗn hợp này. Thì vinin acetat thì đặt nó là amon. Số mol của CH3COCH3 là bmon. HCOCH5 là cmon. Giả sử ở đây chúng ta không nhìn thấy là CH3COCH3 và HCOCH5 nó là chung một công thức phân tử đi, giả sử không nhìn thấy đi. Thì mình nhìn thấy là ở bài này mình sẽ có là ba cái ẩn A, B, C. Đúng chưa? Để muốn tìm được số mol của este vinin acetat, phần trăm số mol, thì mình cần phải tìm được A, tìm được B và tìm được C, đúng không em? Thế là để mà tìm được A, tìm được B và tìm được C thì ba ẩn chúng ta cần mấy phương hệ, mấy phương trình ạ? Ba ẩn chúng ta cần ba phương trình. Ba phương trình tương ứng với ba dữ kiện. Đây là một dữ kiện này bảo toàn khối lượng này. Đây là một dữ kiện bảo toàn hydro. Và hoàn toàn mình nhìn thấy là mình thiếu một dữ kiện. Đúng không? Hoàn toàn mình nhìn thấy một thiếu dữ kiện. Không giải được. Thế tư duy cơ bản, tư duy căn bản là không giải được. Thế vậy thì cái xử lý cái bài này như nào? Đây là một phương pháp tổng quát chuyên giải cho những bài thiếu dữ kiện. Nhá. Rất đơn giản, các em nhìn này. Mình có ba ẩn đúng không? Đây phương pháp đếm ẩn nhá. Phương pháp đếm ẩn này, mình có ba ẩn đúng không? Phương pháp cực kỳ kinh dị. Ba ẩn này, mấy dữ kiện? Hai dữ kiện đúng không? Thế bình thường là ba ẩn cần ba phương trình. Thế nhưng mà đây là ba ẩn mà chỉ có hai dữ kiện là hai phương trình thôi. Thì chúng ta được quyền gạch đi một ẩn để làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện. Dữ kiện có hai, vậy thì tương ứng hai phương trình. Vậy mình được quyền gạch đi một ẩn. Vậy là A, B và C em được quyền gạch đi một thằng. Ok không? Nhắc lại nhá, A, B hoặc C em được quyền gạch đi một thằng. Vậy gạch đi thằng nào? Dĩ nhiên mình không thể gạch thằng vinin acetat được, bởi vì đề bài nó hỏi là phần trăm số mol vinin acetat. Nếu em gạch cái thằng A đi thì không còn A nữa thì phần trăm nó bằng 0. Nó làm hỗn hợp biến đổi với đề bài đang hỏi là số mol của vinin acetat mà. Thế nên không thể gạch A. Vậy mình còn B hoặc C. Gạch một trong hai thằng, gạch thằng nào cũng được. Các bạn muốn gạch thằng nào? Thế theo ý các bạn nào? Theo ý bạn nào comment nhanh nhất, muốn gạch thằng nào? Muốn gạch B hay gạch C? Theo bạn comment nhanh nhất. Em muốn gạch thằng nào comment vào đây. Thế gạch thằng đấy luôn. Gạch B gạch C ạ? Anh em chọn đi. Cho chọn thoải mái. Nào chúng mình cũng cần được hết. Phương pháp này phương pháp cực kỳ kinh dị nhé. Phương pháp này chuyên dùng để giải ăn chặt được một câu khó trong khoảng 8 điểm trở lên. Đấy lý do mà tại sao học sinh của thầy lúc nào điểm cũng cao. Nó có những phương pháp cực kỳ dị. Rồi ok, thầy lấy gạch cái B nhá. Gạch cái B. Ok. Khi thì gạch cái B rồi, vậy hỗn hợp này của thầy chỉ còn là C4H6O2 và HCOCH5. Vậy ở đây thầy sẽ có hệ phương trình bảo toàn khối lượng 86A cộng với C. Đây, anh này là 74C thì bằng 3,08. Phương trình thứ hai bảo toàn hydro 6A cộng với 1 cộng 5 là 6C thì bằng 0,12 nhân 2. Vậy hoàn toàn tới đây thầy tìm được A bằng và C bằng. A bằng và C bằng
912 86 bằng 74 bằng 3,08 bằng 6 bằng 6 bằng 0,12 nhân 2 bằng A bằng 0,01, C bằng 0,03. Đây, coi như B không tồn tại nhé. Vậy mình tìm được phần trăm ạ. Số mol của C4H6O2 bằng 0,01 chia 0,01 cộng 0,03 bằng 0,04 nhân 100% thì có đúng bằng 25% không? Các bạn nhìn thấy kinh không? Dã man chưa? Thì cái phương pháp này để dành cho tất cả các bạn mất gốc và tất cả các bạn không nhìn ra sự đặc biệt từ phương trình thì mình sử dụng phương pháp này. Đây nó có tên là phương pháp đếm ẩn nhá, một phương pháp cực kỳ bá đạo trong việc giải bài tập. Và tương tự nếu mà em gạch thằng C thì nó cũng tương tự như em gạch thằng B thôi, đáp án nó vẫn là vậy. Ok, anh em hiểu không? Sao không? Phương pháp quá kinh dị. Đây, và mình có cái ví dụ số 4. Mình có cái ví dụ số 4, ví dụ cuối cùng của cái dạng này. Anh em thử giải thử xem. Và thầy gợi ý nha. Hãy sử dụng phương pháp đếm ẩn của thầy mà xem. Cực kỳ kinh điển này, giải các đề đại học này này. Rồi. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic là CH2 nối đôi CH COOH, vinin acetat CH3 COO CH nối đôi CH2, metin acrylat CH2 nối đôi CH COO CH3 và axit oleic C17H33COOH. Căng đấy. Đốt cháy hết hội này, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy thì ra được CO2 và nước. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào CaOH 2 lần dư thì sau phản ứng thì thu được 18 gam kết tủa. Vậy mình thu được kết tủa là CaCO3. 18 gam thì số mol là 0,18. Do có từ dư, các em nhìn kỹ không? Do có từ dư nên mình sẽ có là suy ra. Từ đây mình suy ra là số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 và bằng 0,18 nha. Vậy số mol CO2 bằng 0,18 này. Và đề bài nói một cái số 2 mà chúng ta hay bị sai nhiều nhất này là khối lượng X so với khối lượng dung dịch CaOH đầu thay đổi như thế nào. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch ban đầu, đây dung dịch X đây, thì có phải là delta M dung dịch thì bằng M vào trừ M ra. M vào dung dịch này là chính là M của CO2 và nước. M ra ở đây chính là M kết tủa, là M CaCO3. Thế ở đây mình đã biết được số mol CO2 rồi, số mol CaCO3 rồi. Vậy mình còn thiếu mỗi số mol nước nữa thôi là mình tìm được, đúng không? Vậy nhiệm vụ cao cả nhất của chúng ta bây giờ là đi tìm số mol nước. Mà muốn tìm số mol nước thì có phải là mình cần biết được số mol của anh acid acrylic, số mol của anh vinin acetat, số mol của anh metin acrylat, số mol của anh acid oleic không? Đang lại quay trở về cái máng lợn xưa cũ. Mấy ẩn ạ? Mình có 4 ẩn, đúng không? Mình có 4 ẩn. Mình có mấy dữ kiện? 1, 2. Đây với đây là 1 rồi, đều không phải 18. 4 ẩn mà mình lại chỉ có 2 dữ kiện. 4 ẩn mà mình lại chỉ có 2 dữ kiện nữa các em ạ. Thế mới căng. 4 ẩn mà lại chỉ có 2 dữ kiện. Thế giải kiểu gì? Thế giải kiểu gì bây giờ? Làm sao mà giải ra được? Thế như thầy đã nói này, 4 ẩn mà 2 dữ kiện
Vậy mình được quyền gạch làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện 4 ẩn 2 dữ kiện, và mình được quyền gạch 2 ẩn. Nào, bạn các bạn chọn gạch 2 ẩn nào. Chỉ được chọn gạch 2 ẩn thôi nhá. 2 ẩn bất kỳ ạ. Bởi trong này nó hỏi là khối lượng thay đổi thì gạch A cũng được, gạch B cũng được, gạch C cũng được, gạch D cũng được, nhưng chỉ được gạch 2 ẩn. Thầy sẽ ưu tiên lấy cái gạch theo bạn đầu tiên. Em phải comment cái ẩn mà em muốn gạch. Thầy sẽ ưu tiên. Em muốn gạch ẩn nào? Xịn không? Phương pháp này cực kỳ bá đạo luôn. Rồi. Ok ạ, mình sẽ gạch thằng C và thằng D. Gạch C, gạch D. Thế vậy là ở đây mình sẽ chỉ còn là đầu tiên bảo toàn khối lượng. Thì cháu này nó có công thức là C3H4O2. Còn cháu này có công thức là C4H6O2. Đúng không? Vậy này, mình có hệ phương trình này. C3H4O2, vậy phân tử khối nó là 12 x 3 cộng 4 cộng 16 x 2, vậy là 72A. Cộng với này, C4H6O2 là 86B thì bằng 3,42 này. Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình mình bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon thì mình có này, 3 cộng với lại 4B thì bằng 0,18. Vậy đến đây mình tìm được A và B. Đến đây mình tìm được A và B. 72 bằng 86 bằng 3,42 bằng 3 bằng 4 bằng 0,18 bằng. A bằng âm 0,06 các em ạ. B bằng 0,09. Các em đã bao giờ giải một bài tập nào ra số mod âm chưa? Và nếu các em giải ra bài tập số mod âm, em bỏ bài này sai đúng không? Nhưng riêng với cách đếm ẩn của thầy thì số mod âm vẫn làm được. Riêng với phương pháp đếm ẩn nhá, phương pháp duy nhất được tính là số mod âm. A bằng âm 0,06 này, B bằng 0,09 này. Vậy bây giờ thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì tìm ra số mol nước nhé. Âm 0,06 nhân 4. Âm 0,06 nhân 4 cộng với 0,09 nhân 6 chia 2 thì ra số mol nước. Vậy số mol nước bằng âm 0,24 cộng 0,36 bằng chia 2 bằng 0,06. Số mol nước bằng 0,06. Thì với số mol nước bằng 0,06 thì thế vào đây mình sẽ có này, CO2 này 0,18 nhân 44 này cộng nước này 0,06 nhân 18 này trừ kết tủa này là 0,18 nhân 100 là trừ đi 18. Vậy bằng 0,18 nhân 44 cộng 0,06 nhân 18 trừ 18 bằng. Ô, thầy bị lỗi rồi. Thầy bị lỗi rồi. Xem nào. Âm 0,06 nhân 4 cộng 0,09 nhân 6 bằng chia 2 bằng 0,15 chứ. Đấy, chỗ này thì bị lỗi. Sao thầy bấm vào 0,06 nhỉ? 0,15 chứ. Thì anh này bằng 0,15. Anh này bằng 0,15 chứ. 0,15 nhân 18. 0,18 nhân 44 cộng 0,15 nhân 18 trừ 18 bằng âm 7,38. Kinh chưa? Vậy suy ra khối lượng âm này tương ứng với lại giảm. Vậy suy ra khối lượng dung dịch giảm 7,38 gram. Kiểm thấy cách này kinh không? Kinh điển không? Quá kinh. Thế thì hoàn toàn các bạn có thể gạch được thằng A với thằng B và giữ thằng C và thằng D nhé. Vẫn giải ra đáp án. Gạch thằng A và thằng D, giữ lại thằng B và thằng C, vẫn là đáp án. Kinh không? Quá kinh điển. Anh em thấy cách đếm ẩn này có thể dã man không? Nếu mà mình nắm được phương pháp này thì những cái bài nó khó được kiểu như là ăn được hết. Dã man không? Cái cách này là cái cách mà sánh ngang với 3, 4, 5, 2, 4, 8 nhé.
Bởi vì cái cách này nó ăn được những cái câu mà khó, lấy trên 8 điểm nhưng mà chỉ ăn được một câu thôi. Ok, các bạn về nhà có thể thử lại cách này với gạch thằng B, gạch thằng C, hoặc gạch thằng A, hoặc với gạch thằng D nhé. Ok không?